trò chơi chúng ta nó suôn sẻ và dễ chơi, à, các đội chúng ta sẽ cho một chơi thử một lần, đúng không? Hay là các đội biết chơi rồi? Được chưa? Đội thì chơi được không? Bạn Mai đây chúng ta hiểu chưa? Bạn Mai cũng thắng T5 chúng ta hiểu chưa? Rồi. À, đồng chí Đức chúng ta Đức góc bên kia. Đức nhâm nhạc tới đây. Rồi nhờ đồng chí Can với đồng chí nào chúng ta châm nước cho các đội. À, các đội chuẩn bị. Chúng ta cho bên kia. Rồi, các đội chuẩn bị. Rồi, cố gắng cất kêu từng nước này, nước từ xa đó. Đi nào, ăn nào các nước chúng ta cũng có thể uống này, nước sạch không? Nước sạch. Rồi. Tất cả đi dùng phần miệng. Rồi. Có một người chúng ta cũng cần nước. Phòng quay. Không, đúng không? Như vậy là chiến thắng